Quy trình tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Trước khi đăng ký dự thi, thí sinh phải tìm hiểu thông tin tuyển sinh thật kỹ trước khi quyết định lựa chọn nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thí sinh đăng ký dự thi trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương được chọn tối đa 4 nguyện vọng, 2 nguyện vọng chuyên và 2 nguyện vọng tại trường trung học phổ thông không chuyên. Thí sinh đăng ký dự thi tại trường trung học phổ thông không chuyên được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng. Trong video này lấy ví dụ thí sinh có 2 nguyện vọng đăng ký dự thi, nguyện vọng 1 là trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi và nguyện vọng 2 là trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn. Lưu ý, khái niệm trường trung học phổ thông đăng ký dự thi là trường trung học phổ thông mà thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Riêng thí sinh đăng ký nguyện vọng dự thi tại trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương thì trường đăng ký dự thi là trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi trực tuyến. Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh sẽ được chuyển đến trường trung học phổ thông đăng ký dự thi. Trong trường hợp này, hồ sơ thí sinh sẽ được chuyển đến trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Trường trung học phổ thông nhận được hồ sơ đăng ký dự thi sẽ kiểm tra các hồ sơ bao gồm học bạ, bản sao, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, căn cước công dân mã định danh, giấy tờ ưu tiên khác nếu có. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký dự thi, trường trung học phổ thông sẽ chuyển trạng thái hồ sơ của thí sinh trên hệ thống thành hồ sơ đã bị hội đồng trung học phổ thông từ chối duyệt. Thí sinh xem nội dung ghi chú của trường trung học phổ thông tại mục thông tin phản hồi để tiến hành điều chỉnh và nộp bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ, hội đồng tuyển sinh đồng ý tiếp nhận hồ sơ thì trạng thái hồ sơ sẽ chuyển sang hồ sơ đã được gửi lên hội đồng trung học phổ thông và đã được phê duyệt. Lưu ý, một thí sinh chỉ được đăng ký một hồ sơ trên hệ thống. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký dự thi sau khi hội đồng tuyển sinh đã tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ thí sinh có trạng thái hồ sơ đã được gửi lên hội đồng trung học phổ thông và đã được phê duyệt thì thí sinh đến trường trung học phổ thông đã đăng ký dự thi để được cấp thẻ dự thi. Thí sinh tham gia dự thi các môn chung gồm ngữ văn, tiếng Anh, toán từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2024. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên từ ngày 2 tháng 6 đến hết ngày 3 tháng 6 năm 2024. Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông, thí sinh có thể nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi tại trường trung học phổ thông đã đăng ký dự thi theo thời gian Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Sau khi biết điểm thi, thí sinh có nguyện vọng tiếp tục xét tuyển vào trường trung học phổ thông công lập thì nộp hồ sơ gốc vào trường trung học phổ thông đã đăng ký dự thi. Dự kiến ngày 26 tháng 7 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ tiến hành nhập học tại trường trung học phổ thông đã đăng ký nguyện vọng 1. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ đến trường trung học phổ thông đã đăng ký dự thi rút hồ sơ gốc và mang đến nộp tại trường trung học phổ thông đã trúng tuyển nguyện vọng 2, sau đó tiến hành xác nhận nhập học.